Một ca ghép đa tạng vừa được các bác sĩ ở Bệnh viện Việt Đức Hà Nội và Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thành công vào rạng sáng nay. Và cho tới 17 giờ chiều nay thì sức khỏe của các bệnh nhân được ghép về cơ bản đã ổn định và có thể tự thở được. Điểm khác biệt của ca ghép đa tạng lần này là lần đầu tiên tại Việt Nam nguồn tạng ghép được cho bệnh nhân được chuyển bằng máy bay từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội và ngay lập tức được các bác sĩ thực hiện ghép trong đêm. Có hai bệnh nhân ghép gan và ghép tim trong ca ghép đa tạng này được thực hiện tại Bệnh viện Việt Đức Hà Nội. Hai bệnh nhân được ghép thận thực hiện tại Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân được ghép tim tên là Nguyễn Văn Hải, 37 tuổi ở Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội. Bệnh nhân được ghép gan tên là Vũ Trung Hải, 40 tuổi ở Ba Đình, Hà Nội. Hai bệnh nhân may mắn đều được nhận nguồn tạng từ người cho là một nam thanh niên 30 tuổi bị chết não do tai nạn sinh hoạt ở Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó đã được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau nhiều giờ lấy tạng và chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội trong đêm qua, ca ghép cho hai bệnh nhân này đã được thực hiện thành công vào 5 giờ sáng nay. Được biết là hai ca ghép thận được thực hiện tại Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh cũng thành công trong sáng nay. Vâng, và theo tìm hiểu của phóng viên Chào Buổi Tối thì ca ghép này thì được ví là kịch tính giống như là trong một bộ phim vậy. Cụ thể là vào khoảng 21 giờ 9 giờ sáng ngày hôm qua thì khi gia đình của bệnh nhân tại Hà Nội cần nguồn tạng để ghép đang chuẩn bị, lúc đó thì bởi vì là không có tạng nên là gia đình đã nghĩ đến tình huống xấu nhất là đưa bệnh nhân để về nhà để lo hậu sự. Tuy nhiên là đúng vào thời điểm đó thì họ may mắn nhận được thông tin về nguồn tạng phù hợp được ghép từ trung tâm hiến và ghép mô tạng cơ thể người bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh. Và ngay trong chiều ngày hôm qua thì các bác sĩ của Bệnh viện Việt Đức thì đã bay vào trong Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với các y bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy để thực hiện ca mổ lấy tạng thành công. Và ngay trong đêm qua thì nguồn tạng này đã được di chuyển ra Hà Nội bằng máy bay, và 1 giờ sáng nay thì nguồn tạng đã được chuyển vào phòng mổ tại Bệnh viện Việt Đức, và sau hơn 3 giờ thực hiện 2 ca ghép đến 5 giờ sáng nay thì cả hai bệnh nhân đã ra khỏi phòng mổ và trở về phòng hồi sức của bệnh viện trong tình trạng rất là khả quan. Vâng, và có thể thấy là thành công của các ghép tạng này thì rất đặc biệt. Nó là sự phối hợp rất chặt chẽ của các trung tâm điều phối ghép tạng trên cả nước và sự phối hợp rất là thuận lợi của các bộ phận khác có liên quan như là di chuyển bằng đường hàng không. Và chúng tôi cũng được biết là trong đợt lấy và tiến hành di chuyển nguồn tạng ở Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội bằng đường hàng không thì dù gặp không ít khó khăn như là việc nguồn tạng chuyển ra sân bay Tân Sơn Nhất thì phải chờ đợi lâu do chuyến bay bị delay gần 1 tiếng đồng hồ, và rất may là nguồn tạng được bảo quản tốt nên không bị ảnh hưởng khi mà tiến hành ghép cho bệnh nhân.